À, dạ con xin chào ông bà cô bác anh chị và các em hôm nay mọi người có khỏe không thì hôm nay mình chia sẻ chia sẻ với các bạn như nè à, video vừa rồi mình upload là nói là Sacramento có nhiều mưa đá lần đầu tiên mình mới thấy mưa đá nhiều như vậy đó các bạn có nhiều các bạn hỏi sao mưa đá cái à, cái sân ở tulip cái bồn hoa tulip như thế nào đây các bạn nó cũng vẫn à, đứng vững như ngày nào nha các bạn rất là đẹp thì tiện đây mình cũng xin chia, chia sẻ và trả lời À, có nhiều bạn hỏi là Kevin trồng cái uh, vàng tulip rất là đẹp Nhưng mà uh, trồng thì năm sau nó có lên lại không? Dạ thưa mọi người, ông bà, cô bác, anh chị và các em uh, Bông tulip vẫn lên lại Nhưng mà uh, có nhiều chỗ mà nếu mà đất các bạn mà thấp quá đó Thì củ cái tulip đó Cái tulip nó trồng thành cũ Thì có nhiều nơi mà đất nó úng đó Thì cái củ nó sẽ thúi Thì uh, khoảng chừng... Uh, 2 ba năm gì nữa. Nếu mà các bạn thấy chỗ nào thưa thì các bạn chịu khó mua cái cũ gắn vô cho đó với lại cái tulip clip à, Một thời gian nó sẽ mọc ra cái cũ khác thì các bạn có thể lấy cái cũ chỗ này bỏ cái khác để cho nó trống cho nó đẹp thì các bạn thấy không tulip này rất là đẹp. Thì quay lại đề tài của mình là hôm nay à, có rất là nhiều à, khán giả à, mọi người hỏi là à, đặt ra nhiều câu hỏi thì mình sẽ gom lại một cái đề tài đề tài hôm nay của con là tại sao bộ lọc hồ cá phải cần con quy khuẩn con quy khuẩn và con quy khuẩn có từ đâu thì à, nôm na như thế này à, ông bà ta thường nói là cùng vợ cùng lòng thì tác kia bài, biển đông cũng cạn phải không các bạn thì như thế này à, nếu mà cái hồ cá nó bự nếu không có cái bộ lọc thì cá nó không có thể nào mà sinh sống được và nước không thể trong À, mình đưa ra một thí dụ Thường thường các, các bạn biết cá khôi không Nó sống ở dưới đất sình Nó rất là khỏe Tại vì ở dưới đất sình Nó có nhiều chất khác nhau Để nó hỗ trợ cho cá Để cá có thể sinh sống à, tốt Nhưng mà ngược lại Nếu mà con cá ở dưới đất sình Thì mình không có thể chiêm ngưỡng cái màu sắc Cái hình dáng nó được Thì bởi vì con người của mình rất là ích kỷ Mình mới bắt con cá đó Bỏ vô cái hồ nhân tạo có nhiều các bạn quên là nếu mà bỏ hồ nhân tạo thì các bạn phải cần những thành phần ở dưới đất sình bỏ vô cái bộ lọc. Con cá nó mới có thể sống tốt và có à, nước có thể trong được. Mình thấy có nhiều các bạn đi tới nhà làm bộ lọc, các bạn chỉ có cái thác nước không à. Nó không có thể nào giúp được. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia đề tài là tại sao mình phải cần con quy khuẩn và à, có vi khuẩn có từ đâu à, có tiền đây mình cũng chia sẻ với các bạn có nhiều các bạn không biết á, các bạn à, cũng mua cái bộ lọc à, các bạn đổ nước vô đó mà các bạn à, mình tới nhiều nhiều bạn tới à, mua cá mình hỏi xin lỗi là à, bạn có cái bộ lọc chưa và có cá ở đó chưa thì có nhiều bạn à, nói là mình mới xây cái hồ mới à, cũng có bộ lọc hoàn thành nhưng mà chưa có cá có nhiều các bạn hiểu lầm là như thế này à, lúc mà các bạn mở cái bộ lọc đó cho rành ran một tháng một năm hai năm thì không sẽ bộ lọc đó sẽ không có vi khuẩn tại sao không có vi khuẩn vi khuẩn nó có từ đâu thì thường thường lúc mà con cá nó ỉa rồi đó thì nó sẽ vô cái bịch giống như cái bịch trắng của mình đó đó sau khi bịch trắng thì nó lọc thì con vi khuẩn nó tốt nó sẽ chạy vô cái bài bo cái bài bo tại sao mình phải cần bài bo thì mình cũng nhắc lại rất là nhiều lần bài bo đó là nó sống những thành phần có những cái thành phần dưới đất sinh thì mình uh, nhờ một rút kỹ sư nó thét thành phần là cái đó là cái gì thì nó sẽ làm exactly giống như thành phần bởi vì cá nó healthy đó thì cái bài bo nó có từ đó ra từ đó ra nha đó thì nếu mà các bạn trong hồ cá của các bạn không có con cá con cá nó không có ỉa ra nó ăn nó ỉa ra thì sau khi lọc cái con gì khuẩn tốt thì nó sẽ chạy vô bài bo nó convert nitrate to nitrate thì chạy xuống cái hồ cá mình thì cái lúc đó cá mình nó mới healthy giống như ở thành phần dưới đất sinh nếu mà các bạn mới xây cái hồ cá mới không có cá thì các bạn cho dù các bạn mở cái bộ độc nó lên một năm một ngày một tuần mười ngày mười năm thì vẫn không có bộ lọc. Có nhiều người nói là nếu mà mình xây hồ cá là khoảng bao nhiêu lâu mình mới có thể bỏ cá như thế này, bỏ cá vô hồ được thì xin thưa với các bạn, ở đây mình hợp tác à, nhờ sự à, thân thương à, thương tình của anh chị thì mình hợp tác à, rất là nhiều anh chị à, ở đây mình biết xây hồ cá nhưng mà mình không có thời gian xây hồ cá. Mình hợp tác với mấy cái người đó thì sau khi họ biêu cái hồ rồi là nhiệm vụ của mình là install cái bộ lọc là gắn cái bộ lọc tại nước trong không trong cá chết không chết là cái bộ lọc thôi các bạn rất rất là quan trọng bởi vì mình mười mấy năm trước mình ngu mình giờ mình học những cái gì thất bại mình chia sẻ dùng các bạn thì uh, các bạn hỏi là uh, cái bộ lọc run bao nhiêu lâu mới có thể bội cá dạ thưa các bạn như thế này câu câu trả lời của mình là sau khi trong vòng mình đi tới cái uh, cái khách hàng thì mình làm làm bộ lọc trong vòng một ngày là phải hoàn thành và đồng thời các bạn có thể bỏ cá vô liền tại sao tại thường thường á có nhiều người ta nói ô oh, Kevin nói là phải có cá trong đó cá nó ỉa đồng ý nhưng mình có cách khác thì thường thường á à, người ta có con vi khuẩn nhân tạo để làm ra thì thường thường mình con vi khuẩn như đây là đây là cái bài bo tiện đây đây cũng là cái bài bo này các bạn lúc trước mình bán cái bài bo màu vàng nhưng mà mấy người dân ở Trung Quốc đó họ làm cái hình thể giống nhau thì bây giờ mình không có mình để cái màu vàng thì mình làm cho khách hàng thôi nhưng mình không có bán và đồng thời mình không có bán cái này online nha các bạn các bạn nào mua online là không phải của mình thì thường thường các bạn mua online thì Trung Quốc nó ship tới nhà các bạn thì không có thể qua một cái uh, trình tự nào để test ở trong đó thành phần là cái như thế nào thường thường uh, mình không có bán online có nhiều anh chị ủng hộ thì từ bên uh, uh, tiểu bang Florida, Boston, Texas, Oregon qua đây thăm người thân thì anh chị ghé ngang uh, mua bài bo của mình mình nói một lần nữa cái bài bo này mình có 13 tấn mà mình không ship online ở đây mình chỉ ship cái bao màu trắng thôi nếu mà các bạn mua 6 cái trở lên thì mình sẽ ship đi một cái đó là 60 chục đồng uh, nếu mà tiền ship pin thì các bạn uh, phải trả và nếu mà các bạn mua 10 cái trở lên thì mình tặng một cái nha, suy... à, một cái là sáu chục đồng và đồng thời à, đây là cái cái hộp vi khuẩn này các bạn, đó, đây là khí khuẩn. Nếu mà sau khi mà mình bỏ con vi khuẩn này vô à, cái bộ lọc, đó, thì ở trong đây là cái bộ lọc à, cái con vi khuẩn trong đây, thì mình sẽ à, cho các bạn vô, cho các bạn cái này, à, thì các bạn sẽ bỏ vô đây, à, vô đây và các bạn máng con vi khuẩn lúc nào cũng phải nằm ở dưới nước nha các bạn nếu con vi khuẩn không có nước thì con vi khuẩn sẽ chết mình nhớ nhắc lại nha con vi khuẩn lúc nào cũng phải nằm ở dưới nước và con vi khuẩn này không được dính khuẩn phân cá nếu mà con vi khuẩn này mà dính phân cá thì con vi khuẩn sẽ chết phân cá nó phải là lọc cho sạch rồi dương khuẩn tốt nó mới nó mới chạy vô cái bài bo đây là bài bo lý do tại sao mình sao phần uh, cần bài bo đó cái cái nhiều các bạn không hiểu đó bài bo cái này giống như ở dưới đất sình nếu mà mình bỏ cá dưới đất sình mình không có thấy thì mình phải bỏ cá vô cái hồ nhân tạo bên cạnh đó mình phải thành phần cần những thành phần như thế này thì người ta đã làm ra một cái bài bo Bên cạnh đó phải cần con vi khuẩn nếu mà cái bộ lọc mình mới Mình phải cần vi khuẩn nó sống trong đây để nó active Để nó convert nitrate to nitrate để bỏ vô hồ cá để con cá để nó sống healthy right away Nếu các bạn không có cá ở trong hồ cá cho dù các bạn mổ bộ lọc liên tục Thì không có vi khuẩn Nếu mà có vi khuẩn liền Thì mình phải mua con vi khuẩn Vi khuẩn này mình mua order từ bên Inland là nước Anh mình thấy trên online cũng có một hộp như về khoảng chừng 95 đồng nhưng mà ở đây mình bán 125 đồng. Lý do tại sao tại vì mình mua từ ở bên Inland tiền ship rất là mắc Bởi vậy mình chạt tiền ship bên Nếu mà các bạn mua thì ủng hộ mình mình cảm ơn à, thường thường mình, mình làm cái gì mình cũng phải mua tại, à, tại Manufacture, tại chỗ hạn mình không dám mua à, bậy bạ Lỡ chỉ có một chút xíu thôi mình sẽ hối hận với lại là mình đây là cá khôi mình rất là thích cá khôi bởi vì mình đây là tâm huyết của mình à, mười mấy năm trước mình ngu lắm mình không biết cái gì đó bây giờ mình chia sẻ à, mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ các bạn thì quay lại à, à, cái bộ lọc rất rất là quan trọng tại vì bộ lọc giúp con vi khuẩn hay là giúp cá nước trong của mình rất là bộ à, rất là quan trọng bộ lọc thì mình sẽ hôm nay mình sẽ chia cái bộ lọc như thế này à, có nhiều à, các bạn làm bộ lọc khác nhau thì mình sẽ đưa ra một cái thí dụ, ok, mình sẽ đưa ra ba cái trường hợp làm cái ba bộ lọc khác nhau. đây, đây là bộ lọc thứ một đúng không? bộ lọc thứ hai và bộ lọc thứ ba. bên bộ lọc dĩ nhiên là các bạn phải có hồ cá đúng không? tại các bạn mà muốn chiêm ngưỡng hồ cá thì nó uh, cái pond ok, cái pond thì ở đây là cái phone sorry các bạn cái cái chữ của mình giống như con cua vậy đó, thì cái phone cái hồ cá thì các bạn có thể làm những cái hình dáng khác nhau để mình coi thì không biết nó có 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 thấy các bạn có thấy rõ không? các bạn thông cảm nha mình có một mình nè à. đó ok đó mình chỉnh xuống chút xíu các bạn ok rồi các bạn thấy rồi nha đó thì cái hồ cá thì uh, mình khuyên là các bạn thì các bạn đò hồ cá là giống như cái quặng tại sao khi con cá lên nó là súc xanh đúng không mình nhiệm vụ của mình đào cái hồ giống như cái quặng thì con cá nó nó ở trên mặt nó nó, nó ăn xong nó sẽ ỉa thì các bạn sẽ đặt cái phâm chỗ nào sâu nhất thì nhiệm vụ lúc mà cái phâm cái 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 phân cá nó rớt xuống thì nhiệm vụ cái phâm nó sẽ sắt vô cái, cái, cái bộ lọc thì bộ lọc ở đây mình đang nói cái bộ lọc ở đâu bộ lọc có nhiều à, ba bộ lọc ở đây mình đưa ra cái ba cái bộ lọc và bộ lọc các bạn chọn cái bộ lọc nào tốt để cho các bạn thì mình thấy có nhiều các bạn uh, cũng đặt cái pump vô đây và các bạn khoan cái lỗ ở dưới đây ở dưới ở trên đây là ở trên đây là cái cái cái, cái ở trên đây đây là cái trên đúng không các bạn khoan cái lỗ ở dưới đây là cái thùng thì cái uh, cái pump nước nó sẽ chạy vô đây đúng không khoan ở đây thì mình biết ở đây là các bạn mở cái vào cái là, là khóa nước hay là mở nước đó À, các bạn rất là thông minh tại nhiều khi mà nước nó chạy vô một thời gian các bạn lên á thì các bạn chỉ cần mở cái vào thì các bạn xịt nước rồi nước tự trên đây nước sẽ ra thì sau các bạn bỏ nước vô đây thì nước phân thì mình biết các bạn ở bỏ đây có nhiều layer à, tắm à, những cái tấm mà xanh xanh đen đen hay nâu nâu xanh xanh đó thì nước nó sẽ dâng lên đây lên đây lên đây lúc mà nước mà lên ra đây á thì nước sẽ trong đúng không nước sẽ trong và đồng thời ở dưới đây là các bạn bỏ mấy cái bài bo chỗ này và phân cá nó sẽ chuyển ở đây nó cũng đi theo qua bài bo các bạn nhớ không? sau khi đó là nước nó nó ra tới đây thì tới mặt nước thì cá nó sẽ uh, nước nó sẽ chạy lại xuống hồ đó ở đây mình khuyên với các bạn mình mới nhắc với các bạn là cái con như khuẩn hay là cái bài bo như thế này đó là không được dính phân nha nếu mà cái bài bo hay di khuẩn dính phân Tại sao mình có cần mình cần vi khuẩn? Tại để nó convert nitrate to nitrite nếu mà vi khuẩn dính phân nghĩa là không còn vi khuẩn nữa. Đó, không còn vi khuẩn nữa. Thì các bạn bỏ nước phân vô đây thì nó dâng vô từ từ nó nói ô à, à, ở trên đây làm sao mà phân không lên lên tới đây là nước đã trong rồi xin thưa các bạn. Nếu mà các bạn mở hết mấy cái này ra, phân đóng ở đây đầy tràn. Ok. Rồi mình biết khoảng chừng 1 2 tuần thì các bạn sẽ mở cái vào và đồng thời các bạn lấy nước từ ở trên CD đó các nước xịt vô thì các biết lý do mà thường thường người ta khuyên nếu mà nước các bạn dùng nước giếng đó thì các bạn không cần qua được conditioner qua được conditioner để làm cái gì tại trong nước CD nó có chemical bởi vậy mình khuyên người ta khuyên uh, các bạn phải bổ qua được conditioner mà các bạn á uh, muốn con vi khuẩn nó sống tốt cái thứ nhất á, uh, lần phân cá nó sẽ tràn qua nó nó sẽ chạy qua bay bo rồi nó đã diệt cái vi khuẩn rồi nha thì phân cá nó dính đầy ở đây nè đúng không sau cái một hai tuần thì các bạn lấy cái dồi nước ở cho ở trong cd nó có kem các bạn xịt tùm lum ở đây thì các bạn đã diệt con vi khuẩn rồi thì vi khuẩn nó có sống được không thì theo mình đó mình không có cần phải trả lời thì các bạn các bạn đã có câu trả lời đúng không đó tới cái bộ lọc thứ hai thì các bạn cũng đặt ở đây đó đặt cái phong ở đây thì các bạn lần này các bạn giỏi hơn là các bạn chỉ xuống đây chĩa nước xuống đây thì các bạn cũng bỏ bay bo bay bo ở trên đây đúng không bỏ ra lên đây đó bỏ trên đây nhưng mà các bạn không có bộ lọc các bạn chảy nước ở trên đây nè có có đâm khoan mấy cái lỗ đó các bạn rỉ 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 xuống đây từ 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 nó chạy quay qua gọi lại có cái à, đó cái thác nước và đồng thời mình khuyên với các bạn các bạn thấy mấy cái bộ lọc của mình á cái thứ nhất là mình khuyên các bạn là làm cái thùng bằng mũ màu xanh màu đen không được màu trắng lý do tại sao tại màu trắng mà lúc mà nắng, nắng nó, nó chiếu vô nó sẽ diệt vi di khuẩn nha và lúc nào các bạn cũng phải lấy tấm lai nè hay tấm gì che lại tại sao trời nát á trời nắng á nó chiếu vô màu trắng nó sẽ diệt vi di khuẩn và đồng thời lúc mà trời mưa đó ở trên nước mưa ở Việt Nam nước mưa không có Uh, chemical nhưng ở bên mỹ này có chemical thì nó không tốt từ lúc mà rớt xuống á thì vô mấy cái bài bo này á là sẽ giết vi khuẩn và đồng thời các bạn đây đây cái, cái số 2 thì các bạn cũng lần này các bạn không có có cho cái, cái ống chảy ở dưới mà các bạn bây giờ các bạn chọn ở chơi chạy trên đúng nhưng các bạn không có bộ lọc các bạn cũng cho nước nó chảy xuống rồi các bạn làm cái cây già thòn như thế này, làm đây À, các bạn uh, khoan cái lỗ nhỏ lỗ như thế này đó và mình thấy có nhiều bạn á, làm cái thùng này á, là bằng thùng bằng uh, clear bằng bằng mũ mà bằng 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 uh, sáng luôn đó bằng clear luôn đó 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 thì ánh nắng nó chiếu vô đây thì các bạn làm cho mọi người thấy nhưng mà mình khuyên các bạn không nên làm vậy cái thứ nhất á, làm clear ở đây các bạn thấy thì ánh nắng cũng 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 đã chiếu đã diệt vi khuẩn cái thứ hai ở đây á, các bạn đồng ý là các bạn làm ở trên đây thì đúng. Các bạn khoa mấy cái lỗ như thế này. Đúng không? Đúng. Nhưng mà chỗ này đâu có gì lọc phân. Bao nhiêu phân cá nó rớt ra cái bài bo mình khuyên là các bạn là cái cái bài bo này đó không thể nào dính vi khuẩn là tại sao? Tại vì con vi khuẩn nó sống ở trong đây. Đúng không? Người ta nói là bất khả xâm phạm. Đúng không? Giống như cái nhà của mình người khác vô mình đâu có thích đúng không? cái tự nhiên ở đây nó đang ở trong đây mình giới thiệu giống như như thế này các bạn. con ong nó có cái tổ đúng không? cái tổ đây mình uh, có nhiều các bạn hỏi uh, uh, cái cái bộ lọc á mình thấy ở trên online có nhiều cái bộ lọc á phải cần ở trong cái bộ lọc mày phải phải mở cái e bubble là cái hơi mà 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 hơi nước nó nó, nó nổi lên nổi nó, nó nổi lên À, để cho cái con vi khuẩn nó sống mình khuyên mình chia sẻ với các bạn như thế này con vi khuẩn nó thông minh giống như con người vậy các bạn tại sao mình đưa ra ví dụ giống như là các bạn mình ở Sacramento đúng không mình đi du, lục, à, đi du lịch ở nước Việt Nam nè đúng không mình đi chơi hai toàn thế giới đi chơi xong rồi mình thôi biết về nhà đúng không con vi khuẩn nó cũng y chang như vậy đó các bạn không cần phải mở cái e bóp bò để làm gì đó có nhiều người nói ô cái bài bo để đây mà nước không có qua thì làm sao con vi khuẩn sống được nó rất thông minh con vi khuẩn y trong như giống người y chang như con người như vậy đó các bạn đi chơi ở đâu không biết đi du lịch ở đâu thì các bạn chơi xong chán đúng không cũng phải đi về nhà thôi con vi khuẩn cũng y chang như vậy các bạn không có cần worry các bạn nhiệm vụ các bạn worry là phân cá không được dính vô đây tại đây là con vi khuẩn bởi vậy là bất khả xâm phạm cái thứ nhất là cái bài bo nước trời nắng không được nước dính vô đây không được chiếu vô đây trời mưa không được dính vô đây cái thứ ba nữa là phân cá không được dính vô đây. Tại vì bao nhiêu con dư khuẩn nó sống ở trong đây. Nó cần verse nitrate to nitrate để cho cá mình healthy. Nếu mà phân cá mà dính vô đây nghĩa là các bạn đã diệt vi khuẩn. Cái thứ nhất đây các bạn đúng không? Chỗ cái hồ này các bạn bỏ đây vi khuẩn cái cái phân cá cái cái cái, cái bộ lọc thứ nhất đâu. Bỏ vô đây thì qua đây thì những cái phân cá nó dính đôi. Dính qua cái bài bò nó mới chạy lên đúng không? Lúc mà chạy lên á xong những vậy mà các bạn một hai tuần á các bạn còn lấy cái nước từ cd mà nó kem ba á các bạn xịt cá vi khuẩn nó đã chết rồi mà các bạn xịt thì nó đã tiêu diệt hết rồi không còn cái bộ lọc thứ hai đây là cái 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 bộ lọc thứ hai thì các bạn cũng làm lần này các bạn không có làm dưới mà các bạn làm ở trên các bạn bỏ bay bo từ từ layer như thế này đúng không thì các bạn chỗ này các bạn khoan những cái lỗ nhỏ 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 thì cho nước chảy xuống đúng làm cái đó cũng đúng đó ở đây mình nói là cái bản thân của mình mình không nói một cá nhân nào hết tại vì mười mấy năm trước mình thất bại giờ mình chia sẻ tận tình cho các bạn những các bạn nào mà thiệt sự mà muốn enjoy à, uh, mướt nước trong tại vì lúc mà nuôi cá là để làm gì để relax thoải mái tâm hồn lúc mà nước không trong cá nó lỡ ghẻ nhất là mùa đông lỡ ghẻ chết rất là nhiều thì lúc đó mình bị stress out ở đây mình chia sẻ tận tình cho các bạn có nhiều các bạn nói uh, À, nói này nói kia mình thiệt sự mình biết cái gì mình chia sẻ, ở đây mình chia sẻ không phải là mình hay hay cái gì. Mình học những cái thất bại mình chia chia sẻ các bạn giống như ở trên con đường nó có cái lô, cái hổ, cái lố đi. À, cái, cái 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 hố uh, chỗ đó thì mình khuyên các bạn là nên tránh đừng đi chỗ đó. Mình chỉ chỉ muốn là các bạn để uh, có thời gian enjoy à uh, cá các bạn để các bạn cái nước cái nước cái hồ nước trong Uh, các bạn có thể về ngắm những chú cá Chứ không phải muốn là Cái hồ cá các bạn là bị về là thấy chỉ cần Mình mới có cái anh ở uh, Ở lót Và cái chị ở bên uh, Boston mới nói Có hồ cá của mình đó Đi làm về cực khổ Mà Bây giờ uh... Oh sorry các bạn <laughs> Kevin speaking, what can you think? Cho cái, cho cái bán cái, cái cái bọc. Oh sorry các bạn, <laughs> mình có cái phone. <laughs> à, quay lại cái đề tài của mình thì à, mình khuyên là cái thứ nhất là cái à, này không được à, dơ, nắng không được vô và các bạn khuyên các bạn là đừng bao giờ xịt cái nước từ CD vô tại trong CD nó có chemical ha. Thì à, đây là cái bộ lọc thứ ba bộ thứ lọc thứ ba thì theo cách uh, nhà nghèo thất học uh, uh, của mình là tự chế và tự design ra thì ở đây uh, bộ lọc của mình đây là cái phâm không cái phâm là mình sẽ chọn ở đây thì mình uh, sẽ chia vô đây ha chia vô đây uh, nước ở đây thì ngay chỗ này thì các bạn ở dưới đây thì mình sẽ bỏ những cái cục bài bo này bài bo này sẽ bỏ những cái lay những cái layer ở dưới đây đúng không Layer ở dưới đây đó lê ở dưới đây thì uh, sau khi mình bỏ cái đó thì mình sẽ lót một cái tấm trắng mình nhìn mình nhà nghèo thất học các bạn lúc nào mình cũng phòng hờ mình biết là phân cá không có dính vô đây nha thì uh, mình cũng phải phòng hờ thì mình sẽ lót một tấm trắng ở đây ở đây các bạn ở đây không ở đây là bài bo xong mình sẽ lót ở tấm trắng ngay trên đây là xe che cái, cái, cái những cái bài bo rồi và bên cạnh đó nếu mà các bạn xây hồ liner cái này rất là quan trọng nha nếu hồ xi măng không thì các bạn chỉ cần cái bay bo thôi cần bay bo này thôi nha nếu mà các bạn xây hồ liner hồ kiến hồ mũ hồ bằng sắt thì các bạn phải cần đá sang hô gọi là khô rồ đó nếu các bạn ở tiểu bang khác thường thường mình các bạn có nhiều anh chị hỏi Kevin có bán khô rồ luôn có thể ship cho anh được không Dạ thưa ông bà cô bác anh chị và các em ở đây mình không có ship cái gì hết mình chỉ ship cái bao trắng thôi nếu mà các bạn mua 6 cả trả lên mình cái ship mới ship đi cái đó 60 đồng một cái nếu mà mua 10 cái thì mình tặng một cái à, cũng tiền ship bên thì các bạn tự trả đó nếu mà các bạn mua cái bao trắng thì các bạn mua sẵn cái mấy connection hai in hay là mình cũng ship đi sẵn thì mình ship đi còn nếu mà các bạn mua riêng mà không có ship trừ khi mua cái bao trắng thì mình sẵn mình mình ship đi mình làm biến đi lắm các bạn với lại mình đã bị hơi nó busy đó nhà nghèo thất học mà mình lo kiếm tiền uh, Uh, mua gạo sống qua ngày đó. Thì ở dưới đây quay ngược lại đề tài ở đây thì mình bỏ dưới đây là mình mỗi cái đây là cái thùng 55 gallon. Đó. 55 gallon nha. 55 gallon thì mình khuyên với các bạn, cái thùng là dùng thùng xanh, thùng đen, không được dùng thùng trắng và đồng thời lúc nào cũng phải lấy tấm liner ha, tấm gì đen che lại. Ánh nắng không được chiếu vô và trời nước mưa không được chiếu vô thì ở đây mình sẽ bỏ 300 cái bài bo mỗi thùng 55 galon mình bỏ 300 cái bài bo này và nhớ lại mình cái này mình không có bán online mình có 13 tấn mình không có bán online các bạn mua nào mua online không phải của mình nhé thì đây là thùng 55 galon thì ở trong đây mình bỏ 300 cái bài bo sau khi mình bỏ 300 cái bài bo thì mình sẽ bỏ một cái tấm trắng là cho in case mình nhà nghèo mà mình phải hồng hờ mình bỏ trong đây nhiều khi mà phân cá nó dính vô nhưng mà phân cá nó không có dính vô đâu trên đó mình sẽ bỏ đá sang hô tại sao mình phải bỏ đá sang hô thôi hay là, là gọi là khô rồ nếu các bạn xây hồ liner hồ kiến hồ mũ hồ sắt thì các bạn phải cần đá sang hô hay là đá khô rồ đó nếu mà các bạn không có thì các bạn biết cái vỏ oyster không con có oyster đó à, con hào đó thì các bạn ăn xong thì các bạn rửa sạch các bạn bỏ vô thì nó hết khoảng chừng 30 tới 35 phần trăm thôi lý do tại sao mình cần cái đó tại nó cần trô cái pH lý do tại sao cái pH nó đổi là cái thứ nhất là mình khuyên các bạn không thay nước tại nếu mà các bạn thay nước á, thì cái level của pH nó sẽ đổi cái thứ hai là tại vì trời mưa nước nó vô cái hồ nhất là trời mưa chỗ nào mưa nhiều á thì cái lúc đó là là level nhiều cái cái ph nó đổi mình bỏ cái đá khô rồi để nó cần tru hay là gọi là balance balance cái ph nha yeah. có nhiều các bạn cũng dẫn xây hồ xi măng nhưng mà các bạn gọi là sơn á sơn cái màu xanh màu đen mình khuyên các bạn như thế này nè xây hồ cá một lần nó rất là cực nhưng mà phải xây cho đúng cái thứ nhất là các bạn xây hồ cá là phải giống như cái oval hay gọi là cái quặng đó nha sau đó sau đó thì các bạn sẽ uh, lót một tấm thảm thảm thì ngoài đường người ta dục thiếu cha gì thì các bạn lật cái tấm thảm rồi các bạn lót dưới lý do tại sao lót tấm thảm thứ nhất là phi cái thứ hai tấm thảm nó đang rất là nhiều đang rất là cứng lúc mà các bạn bỏ cái tấm liner đó thì nhiều nhiều khi đá hai cái gì nó sẽ protect tấm liner nha Liner nó có hai loại, một cái là 45 mil và một cái là 60 mil. Mà còn mấy cái mười mấy mil mình không recommend. Ở đây mình chỉ recommend một cái là 45 mil và một cái 60 mil mình khuyên các bạn mua cái 60 mil. Nó dày gần gấp đôi mà các bạn phải trả khoảng chừng hai hơn 200 đồng hơn thôi. Mình khuyên các bạn. Các bạn xây hồ rất là cực. Các bạn nhờ thợ đồng ý là nói thợ làm cái này làm kia mất lòng nhưng mà các bạn có thể cho người ta thêm thì người ta sẽ làm các bạn phải làm cho đúng cái hồ là phải làm giống như cái quặng đừng có làm cái hồ như vậy thì làm sao hút phân được các bạn phải làm cái hồ giống như cái quặng mình nói rất là nhiều có nhiều người mất lòng sau khi làm xong rồi không có hút phân được các bạn phải đập ra làm lại đừng nên làm vậy chẳng thần mất lòng trước đặng làm sao phải làm cho đúng tại lúc mà các bạn đổ nước lên bỏ cá lên các bạn còn stress hơn nữa phải làm cái hồ giống như cái quặng Ok thì trên đây mình sẽ bỏ tấm like nè nha. Sau kế tiếp thì ở đây mình có cái cái thùng 5 gallon, thùng 5 gallon đúng không? Và bên đây trên cái thùng thì các bạn có mấy cái uh, uh, cái sắc. cộng sắt, cộng sắt đúng không? Đây để uh, các bạn đợi chút xíu nữa mình lấy cái thùng để cho các bạn dễ hiểu nè. Đó, các bạn đợi chút xíu nha. Bây giờ mình đã tới rồi các bạn, đây mình để lấy cái này cho các bạn dễ hiểu nè. Đây các bạn cũng đã biết rồi. Coi video của mình thì mình đã chia sẻ rất là nhiều lần. Đây là cái thùng 5 ga ga Ở đây là mình tự design Thường thường mình tại sao mình design cái này Thì thì mình thấy ở trên nước Mỹ 50 tiểu bang nước Mỹ Đều có cái thùng này ở bán Thường thường bán ở Lô Home Depot rất là nhiều Thì mình sẽ design các này các bạn Các bạn thấy cái thùng 5 ga không Đó Thì mình sẽ khoan cái lỗ này ở dưới Cái thổ như thế này Hello <laughs> Các bạn thấy nha và bên cạnh nhớ ở đây là mình sẽ khoan hết mấy cái lỗ xung quanh ở đây đó và wow, các bạn mình xin các bạn đừng quên cái này. Có nhiều các bạn lấy cái này ra. Đừng nên lấy cái này ra. Đây là cái sự cố tình của mình. Cái này mình biết cái này một thời gian á. Cái này là sắt đúng không? Một thời gian nó sẽ xét. Nhưng mà mình xin hỏi các bạn như thế này. Mình cần chắc xét. Các bạn dưới biết ở dưới đất sình nó có nhiều thành phần khác nhau. Và đồng thời trong đó có chất xét. Thì sau khi mình install bộ lọc thì nó sẽ giống y chang như đất sinh mình khuyên các bạn đừng lấy cái này ra mình biết một thời gian cái này có sẽ reset nhưng mà cái chất xét nó sẽ giúp cho cá nha các bạn ok thì các bạn sẽ bỏ cái thùng này vô 55 ga đúng không thì các bạn sẽ khoan à, khoan bốn cái lỗ cho bốn góc giống như bô khô lại đúng không bên cạnh đó thì các bạn có cái, cái cái dùng cái bịch này thì cái bịch này mình nói cái bịch này là mình à, à, các bạn tiểu bang khác tớ mua thì phải 6 cái ra lên mình mới ship đi đó và cái này là 60 triệu đồng một cái thì các bạn dùng có thể là một năm mình bản thân mình dùng một năm hơn tại vì mình dùng mình thay đổi liên tục nha tại mình mình không phải dùng một cái mình đổi xong mình bè giặt mình đổi cái khác nhau đó thì các bạn sẽ bỏ vô đây thì y chang nó y ra y chang đi vừa hết á đó, mình tự ở đây là mình tự design ra mình tự thiết kế luôn cái bộ lọc là mình tự thiết kế ra đó thì nó y chang như thế này nè các bạn các bạn thấy không đây đó mình design cho nó là mình tự design là mình nhờ công ty là tự thiết kế ra các bạn không có mua ở đâu được hết nhá đây thì cái này là 6 đồng một cái nếu mà các bạn mua 6 cái trả lên mình mới ship đi còn mua lẻ lẻ thì các bạn phải tới mua nha à, tiền ship bên các bạn phải phải trả nếu mà mua các bạn mua 10 cái thì mình tặng một cái à, còn kèm thêm cục xà bông của mình mới làm nữa xà bông sữa dê rất là thơm nhá. Yeah. Và đồng thời cục xà bông là không có có nhiều anh chị nói là uh, Kevin uh, con của mình rất thích tại vì xà bông nó không có bọt đó. Con cái thường như mấy con nít nó sợ bọt lắm. Thì mình cố tình làm như vậy xà bông nó có không có bọt. Nó thơm thứ nhất là sữa dê đúng không các bạn? Sữa dê này mình nhập từ bên United Kingdom là nước Anh đó, Cái màu là vừa nhập ở bên Germany đó. Đó. Đó thì như thế này thì các bạn biết không? Bao nhiêu thì nước nó sẽ chạy vô đây đúng không? nước cái 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 pump thì nó sẽ sắt cái phân vô đây thì nó sẽ rớt vô cái này đây là cái bịch thì bao nhiêu phân cá nó sẽ dướng vô đây nó không có thể nào ra được mình cũng nói như thế cái này các bạn cái bịch này giống như cái bịch rác như vậy thường thường các bạn uh, đồ bỏ đá rác vô đây đầy thì các bạn đang đi dục đúng không nhưng mà có thể này có thể review lại các bạn có thể dùng lại được thì các bạn chừng nào thấy cái bịch này đầy thì các bạn chịu khó tắt cái pump rút cái này ra rút cái này ra hồi lâu mình video mấy video vừa rồi mình cũng chia sẻ rất là đơn giản chỉ rút ra các bạn lộn lại rồi các bạn lấy dồi nước xịt chưa tới một phút thôi các bạn mình khuyên các bạn nếu mà các bạn không muốn vệ sinh hay là các bạn không không muốn lộn lại xịt một phút thì các bạn đừng nên mua cái này nha cái này y chang như bịch rác có nhiều uh, uh, các bạn nói mình thử tại thường thường cái này mình đầu tư cái này rất là nhiều các bạn là bao nhiêu tâm huyết các bạn thấy cái này không bỏ trong cái cái vải đặc biệt bỏ trong nước 24 24 trong 1 năm nó phải bền như thế nào nó mới hen nồi độ nó mới hen đầu nổi đó. Thì nhiệm vụ các bạn thấy chừng nào thấy cái bịch này sắp sửa đầy thì các bạn chịu khó tắt cái bơm, lấy cái này ra, lộn lại lấy cái vòi nước xịt chưa tới phút, các bạn bỏ vô lại. Đó. Có nhiều mình biết có nhiều cái bộ lọc. À, các bạn à, dùng cái bộ lọc các bạn không cần vệ sinh cán chữ một hai tuần các bác các bạn xả nước ra nửa xả nước phân 10% phần trăm hay nửa hồ bắt buộc mình không mình nói không mình đa số nó 10% phần trăm thiệt sự mà mình tới đa số là một nửa hồ không à đó nước đâu mà các bạn chịu nổi mà nửa hồ mình khuyên các bạn là không bao giờ thay nước bộ lọc của mình không bao giờ thay nước mình không bao giờ thay nước mình biết là trời nóng nó 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 bay hơi đi thì nếu mà các bạn ở nhà nếu mà có chỉnh cái vao tự động thì các bạn connect từ cái nước từ CD nó tự fill hay là các bạn tự tự fill ở ở, ở tự fill. Nhưng mà mình khuyên các bạn lúc mà à, dùng nước ở trong nước well hay là nước giếng thì không cần bỏ qua được conditioner. Nếu mà dùng nước CD thì bắt các bạn bỏ chút uh, xíu qua được conditioner và đồng thời nhớ nhớ nhắc các bạn như trời mưa. Nếu mà mưa nhiều thì các bạn chịu khó chạy ra bộ quá được conditioner tại vì nước mưa nó 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 nó, nó có độc nó không có tốt cho cá. Đó thì quay lại cái bộ lọc. Thì bộ lọc như thế này thì các bạn biết không bao nhiêu phân cá nó dính vô đây thì thì ở trong đây cái thứ nhất là ở dưới đây nè. Con vi khuẩn nó sống ở trong đây. Rồi lên tới đây thì một cái có một cái tấm đen này che lại thì phân cá làm sao dính được. Thì nhiệm vụ cái này gọi là bất khả xâm phạm. Con vi khuẩn nó sống ở đây sau khi mà có nhiều bạn á nói á, thường thường mình làm bộ lọc á, nước nó tới đây nó sẽ ra rồi không mình không có chạy xuống đây Đúng không các bạn có nhiều các bạn sẽ biết là mà các bạn mình các bạn thắc mắc hỏi ủa nước không chạy xuống đây thì vi khuẩn làm sao mà nó sống được dạ thưa các bạn mình cũng mới lặp lại cái câu uh, câu uh, ví dụ các bạn các bạn đi ở sacramento như mình ở sacramento mình đi du uh, đi du lịch ở new york ha À, ở Việt Nam thì mình đi chơi xong mình cũng quay về con cá con vi khuẩn nó rất là thông minh sau khi lọc sạch thì những con vi khuẩn nó tốt thì nó sẽ ăn xong ở trong đây nó sống ở trong đấy cần vớt nitrate to nitrate con ong y chang bây giờ mình sẽ đưa giới thiệu là có giống như là có các bạn giống như là con ong đi đúng không con ong thì nhiệm vụ nó nó đi hút hoa nhiệm vụ ở trong con ong có có nhiều nhiệm vụ ông chúa là ông, ông 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 mẹ ông vân 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 đó thì nhiệm vụ một con ông chúa thì ở nhà giữ giữ giống như vi khuẩn trong đây rồi con ông mà nhiệm vụ này là ông thợ đó thợ thì biêu mấy cái này biêu mấy con vi khuẩn đó còn cái ông mà đi hút mật rồi xong á nó hút mật đâu phải là hút mật là một uh, hai feet nhiều khi một cả cây số hai cây số rồi các bạn thấy không nó nó hút mật xong rồi nó cũng biết về cái tổ của nó thì con vi khuẩn nó y chang như con ông hay là y chang con người của mình đó y chang con người của mình nó nhiệm vụ nó ở trong đây sau khi mà nó nó, nó nó ra đây nó ăn những con coi như khuẩn tốt thì nó sẽ cần vớt night thì bây giờ cá mình nó heo tì thì nhiệm vụ bữa nay cái đề tài của mình mình cũng nhắc lại à, có nhiều các bạn nói à, bây giờ giống như cái thường thường à, các bạn có sáu à, hay là một ga lông thì các bạn cần ba cái bộ lọc à, đây mình chia lại mình à, ok mình ở đây mình thêm một cái cái nữa thêm để chắc là có nhiều các bạn hỏi mình nhớ cái câu hỏi này rồi thì các bạn hỏi à, ở đây à, mình thấy trên video đó có cái bác kia bác hỏi video thì bác thấy à, à, thường thường là khoảng chừng một ngàn bộ lọc hay là à, thì 1 một, một ngàn ga lông thì các bạn phải cần khoảng chừng 3 tới 4 cái bộ lọc đúng không 3 bốn cái bộ lọc thì bác cả bác hỏi mình à, con có thể chia sẻ với bác thì mình nói dạ, con thường thường ở đây là mình nhận rất nhiều điện thoại là 50 tiểu bang luôn các bạn không có cần phải mua mình cái gì mình cũng phải trả lời hết á mình không không phải cần các bạn mua là mình trả lời nhiều khi mà mình bận thì khoảng chừng 5-10 phút hay nửa tiếng mình gọi lại các bạn cần cái gì như thế này mình nhắc lại những cái video mình bỏ lên rồi thì các bạn chịu khó xem lại dùng mình nhưng những cái gì mà các bạn không biết thì bắt các bạn cứ gọi lại chứ các bạn có nhiều cái là làm hồn như thế này đó xong cái mở của live scam lên phải chỉ cái này cho kia cái đó là các bạn mình 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 khuyên các bạn lên đó coi những cái gì mình mình đã chia sẻ thì các bạn chịu khó coi những cái gì mà chưa biết thì mình sẽ học hỏi mình chia sẻ lại đó thì cái bác đó hỏi bây giờ bác có khoảng chừng 1.000 ga lông thì cần khoảng chừng 3 tới 4 cái thùng đúng đúng không 3 bốn cái thùng thì bác có trên video đó người ta chỉ là nước vô là vô cái thùng này vô cái nước ở trên đây đúng không vô nước ở đây xong vô nước này nó ra cái này xong ra cái này nó ra cái này mình khuyên các bạn đừng có làm như thế này đừng làm như vậy đúng không đừng có làm như vậy mình uh, mười mấy năm trước mình cũng ngu ngu lắm các bạn mình không biết cái cái gì cả đó đó thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn như thế này. Nếu mà các bạn có ba cái bộ lọc thì các bạn đặt cái pump đây đúng không? Thì nước nó sẽ chạy lên đây, đúng không? Thì nó sẽ chạ, sẽ chạy lên đây cái cái thứ nhất, đúng không? Thứ nhất thì ở chỗ này các bạn phải cần một cái vào hay là một cái khóa nước, đúng không? Khóa nước. Nha, khóa nước ở đây lý do tại sao khóa nước để chỉnh nước. Connect nghe chữ này, các bạn dùng sẽ dùng chữ thi đúng không? Nước, nước cái đây là mình nói lại nè. Cái này ở trong cái phong thì nước đưa lên đây Vô cái bộ lọc thứ nhất Thì mình sẽ dùng chữ thi Dùng chữ thi đúng không Chỗ giữ thi lồi ra là một cái khóa nước Qua đây cũng là một cái chữ thi khóa nước ở đây Qua đây cũng là, là một cái elbow Chạy xuống đây và dùng một cái khóa nước Tại sao mình phải chỉnh cái phá nước là cái vào nước đó Tại nước vô đâu phải là nước vô là điều Lý do tại sao chỉnh cái vào Tại vì các bạn có thể phải chỉnh cái này cho nó điều nước Tại vì nếu mà không điều thì cái bịch dơ Cái bịch không dơ đúng không Phải chỉnh cái phá nước mình không khuyên các bạn uh, vô cái bộ lọc này tự nhiên cái này truyền qua đây đừng nên làm vậy ông bà ta có một câu rất là chi lý một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lội nên hòn nước cao đúng không giống như các bạn có một ly nước mà các bạn chia ra làm ba nó sẽ tốt không là 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 đổ một lần đầy đúng không đó thì giống như bây giờ các bạn có ba cái cây các bạn bẻ được không bẻ đâu được cũng được nhưng mà nó rất là cứng nhưng mà các bạn một cây là các bạn vẽ easy thì bây giờ mình khuyên các bạn nước vô đây nó sẽ chia ra thì ba thằng này nó sẽ lục lọc phân nhiều hơn đúng không lọc xa đây thì những ở dưới đây thì ra nước thoát ở đây thì các bạn sẽ ba cái này sẽ link together và nước chảy ra đây ra đây là cái UV line đó là nước chạy vô hồ mình khuyên các bạn đừng có vô một cái này chia ra cái này vô là vô hết một cái cái bộ lọc thứ nhất bộ lọc thứ hai bộ lọc thứ ba nước vô là phải một in rưỡi ra là phải hai in trở lên không được thấp hơn nha có nhiều các bạn vô 2 in mà ra 1 in rưỡi Hay là 1 in thì làm sao được Đúng không các bạn Giống như bây giờ các bạn có 100 phao à, Mà các bạn khiên 1000 phao Các bạn khiên nổi hay không Ngược lại nếu mà các bạn 1000 phao Các bạn khiên cái gì 100 phao là easy đúng không Thì cái này cũng y chang như vậy Cái thumb vô đây chia ra làm 3 Để 3 người làm việc 3 người làm việc mạnh hơn là một người đúng không Tại sao mà mình khuyên cái, cái nếu mà các bạn nào mà đi về cây sinh á mà nhiều đó, thì mình khuyên các bạn dùng hai cái pump lý do tại sao nếu một cái pump á chạy liên tục 24 trên 24 nó mệt không cái pump mình làm có mệt hay không mình làm có mệt thì cái pump nó cũng mệt đúng không mình mình còn ngủ nữa mà cái pump nó không có ngủ nó chạy 24 nó 24 thì một thời gian nó sẽ hư nếu lúc mà trời trong lúc mà mình đi về vacation mà cái pump nó bể hư như thế nào Thì bao nhiêu hồ cá nó chết mà ở đây mình thấy có nhiều rất là nhiều Khách hàng bị người ta nói ồ tôi nuôi tới lớn rồi Mà bây giờ nó chết uổng quá trời quá đất rồi và tôi phải ước đó lúc tôi không muốn đi về vacation Nhưng mà too late everything too late Với lại các bạn có nhiều các bạn làm cái hồ cá đó Rồi các bạn uh, đi thay nước liên tục à Không phải là bộ lọc của mình nha Những cái bộ lọc khác mình không nói bộ lọc mình tốt nhưng mình chia nói là những cái bộ lọc À, khác đó các bạn bắt buộc cái bộ khác khác là các bạn khoảng chừng một hai tuần các bạn thay nước nếu mà các bạn thay nước thì các bạn cả bỏ nước mới với thì các bạn khác cảm giác cái hồ đó là nước sạch nếu mà các bạn không thay là cái hồ nó xanh lè nó dơ lắm đó còn của mình là cái bộ lọc bao nhiêu phân cá nó dính vô cái này nhiệm vụ các bạn là phải lấy ra rửa sạch còn nếu mà các bạn không muốn rửa thì các bạn đừng dùng cái này và đừng có mua cái bịch này mình nói thật mất lòng trước đặng làm sao cái này y chang như bịch rác chừng nào dơ lấy nước xịt chưa tới một phút bỏ vô lại là đanh đó là nhiệm vụ của mình đó thì hôm nay quay ngược lại thời gian thì như thế này à, mình biết thì à, mình thì à, kiệt thì à, ăn nói chưa có trôi chảy cho lắm nhiều khi làm mất lòng mọi người à, nếu có gì điều gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ ở đây mình nói thẳng là tại vì mình muốn mất đồng lòng trước đặng lần sau à các bạn tại vì lời thật là mất lòng phải không các bạn ông bà ta mình nói là lời thật mà mất Mà lời thật mà mất lòng nhưng mất lòng cái này để mình muốn chia sẻ những cái gì mà tốt nhất những cái gì mà mình đã thất bại trở qua mình muốn chia sẻ đi các bạn để các bạn không muốn các bạn lặp lại để các bạn để stress đó thì hôm nay mình tóm tắt ở đây đề tài của mình hôm nay là tại sao mình phải cần con vi khuẩn cho cái bộ lọc và cái vi khuẩn có từ đâu thì hôm nay mình sẽ à, cũng chia sẻ lại các bạn nha vi à, khuẩn các bạn những cái các bạn nào có hồ mới đó thì các bạn phải bỏ con vi khuẩn vô nha nó mới có vi khuẩn thường thường có nhiều cái bộ lọc thì các bạn không có bỏ vi khuẩn thường thường mình đi tới mình làm hồ thì mình làm hồ là mình bỏ vi khuẩn và đồng thời các bạn nhớ lúc mà bỏ vi khuẩn thì các bạn sẽ tắt cái UV light trong vòng một ngày sau đó turn on cái UV light lại nha tại vì thời gian đó và đồng thời các bạn hỏi những cái vi khuẩn này có cần thai không à, dạ nếu mà nói không có thì cái đó là không đúng con vi khuẩn mà các bạn à, nó không có thể nào mà sinh, sinh tồn mãi mãi được thì khoảng chừng hai à, ba năm á, thì các bạn thường thường bỏ mình bỏ vô cái bịch thì khoảng chừng một năm hai sáu tháng à, tùy theo cái bộ lọc các bạn thì những vi khuẩn nó không có chết đâu nó sẽ chạy vô cái bài bo nếu mà các bạn nếu mà nó tốt thì các bạn mua vi khuẩn các bạn bỏ vô đó bỏ vô nhớ vào vi khuẩn á lúc nào nó phải sống ở dưới nước không được nằm ở trên nước vi khuẩn mà nằm trên nước khoảng 5 10 phút vi khuẩn nó tớ, nó chết thì bởi vậy mình khuyên các bạn là bỏ cái bài bo lúc nào cũng phải có nước mình thấy có nhiều cái bộ lọc á để cái bài bo trên đây nước chảy tưng 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 à các bạn nghĩ cái vi khuẩn nó sống nổi không không bao giờ sống nổi nhưng mà đó là một mọi người có một cái cái cái, cái suy nghĩ khác nhau một cách làm việc của người ta nhưng là cái cách suy nghĩ lù khù con nhà nghèo thất học của mình là mình khuyên các bạn lúc nào cái bài bo nước cũng phải ngập 24 trên 24 lý do tại sao con dư khuẩn phải cần nước và con dư khuẩn nó muốn sống là tại tại phần phải cần là cái phân cá nó ăn liên tục đó con dư khuẩn nó ca cá, cá nó ỉa nó ăn liên tục thì nó mới nó, nó 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 mới có thể sinh tồn được nha nha các bạn sau khi nó ăn những cái phân mà là phân lọc rồi đó và nhớ vi khuẩn không được dính phân cá và à, các bạn không có nên mà lấy cái dồi nước từ cd mà xịt các bạn xịt vô là các bạn đã diệt hết vi khuẩn rồi thì hôm nay con xin dừng đề tài này ở đây à, con xin cảm ơn ông bà cô bác anh chị và các em lúc nào cũng đồng hành kênh youtube bước chân âm thầm nếu có điều gì sơ sót thì mọi người rộng lượng tha thứ bổ qua cho ngàn lời cảm tạ nếu ai chưa có thời gian nhắn chữ đăng ký còn gọi là subscribe đó màu đỏ nhấn sẽ chuyển sang màu đen là đồng nghĩa đó các bạn ra ủng hộ mình rồi xin cảm ơn tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp bye bye thank you everybody for support bye bye thank you